Các bạn đang nghe truyện thi vương trỗi dậy, bắt đầu thu thập huyết nhục trên kênh TV Audio CV. Chương 129, bao vây ác liệt. Tôn Tiểu Cường gãi đầu, ánh mắt nhìn lướt qua, tầm mắt bị che khuất. Sao vậy? Mê cung, ta thật thông minh, làm sập mê cung là tốt nhất. Hắn lẩm bẩm trong miệng, đồng thời đấm về phía trước, khí tức mạnh mẽ dân trào, trực tiếp đấm tường đất thành bột. Đồng thời, một cuộc chiến lớn đang nổ ra trên ranh giới giữa hai thành phố đội trại cứu trợ và các thành viên bọ cạp đen cùng nhau chiến đấu năng lượng khác nhau khiến dao động bùng nổ dữ dội thực lực của trình lạc y vẫn rất mạnh khi cầm đao dài thì sấm sét lóe lên cắt đứt mấy bức tường đất lao thẳng về phía người đàn ông đầu trọc thức tỉnh không không một hãy để tao thấy sức mạnh của mày nào gã to lớn lẩm bẩm trong miệng đất dưới chân tụ lại trên cơ thể tạo thành một bộ giáp đất trong nháy mắt, vung nắm đấm nặng nề về phía trước. Trình lạc y dơ đao chém tới, lưỡi đao dài xuyên qua không trung, có tiếng cắt đứt không khí. Nhưng áo giáp đất của gã to lớn quá dày, lưỡi đao chìm sâu vào lớp giáp tận ba tấc, Bị mắc kẹt bên trong, sức mạnh của trình lạc y cũng bị cản lại. Trình lạc nghi lại bị lực lượng phản kích chấn động lùi về phía sau hơn 10 mét. Chỉ vậy thôi sao? Đó là tất cả à? một vũ khí ở cấp độ đó không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của tao đâu. Người đàn ông to lớn nhìn chầm chầm, giọng điệu đầy khinh thường. Trình Lạc Y không nói nhiều, trực tiếp cắm lưỡi dao sắc bén vào vết thương trên cánh tay trái. Năng lượng thúc giục, hạt nhân tinh thể sấm sét của cán đao chập chờn, lần nữa bùng nổ điện quang. Sức mạnh của ti chớp mang lại cho cô nỗi đau lớn bất tận. Ngay cả thân thể cũng không khỏi run rẩy. đó là một loại khoái cảm hưng phấn, mỗi tế bào đều trở nên hoạt động. Đau đớn trí mạng, được giải phóng. Chỉ số vòng tay của trình lạc y liên tục tăng lên, giá trị đau, 13%, 18%, 25%, 30%. Chắc mày cũng chẳng ngờ rằng đau cũng được dùng để tự chém người phải không? Hào quang mạnh mẽ ngưng tụ, sức mạnh tiếp tục tăng lên. Trình lạc y bay về phía trước, giơ nắm đấm lên đánh vào người đàn ông to lớn, tốc độ cực nhanh. Bùng! người đàn ông to lớn không kịp phản ứng lại cả ta bị đấm mạnh vào ngực áo giáp đất trên người lập tức vỡ vụn thân thể giống như một con diều bị đứt đoạn bay thẳng ra sau mấy chục mét ác liệt như vậy ư ngực người đàn ông hói đầu đau nhói cả ta ho dữ dội máu tràn ra từ khóe miệng cả ta cảm thấy nửa cơ thể mình đã liệt gần như mất đi sức chiến đấu nhưng gã còn chưa kịp thở dốc nhìn thấy bóng dáng của trình lạc y lại chuẩn bị công kích hắn Cố lên. Ngăn cả ngã. Người đàn ông to lớn lập tức hoảng sợ hét lên. Thấy vậy, một thành viên bọ cạp đen bên cạnh nhanh chóng sử dụng năng lực thức tỉnh của mình. Gã vẫy tay, nước phun lên trời rồi đóng băng, tạo thành vài bức tường băng chặn trước mặt Trình Lạc Y, tầm nhìn của Trình Lạc Y bị che khuất, nhưng cô ấy vẫn không ngừng di chuyển, giơ tay đập bức tường băng thành từng mảnh. Đúng lúc này, bên tai cô đột nhiên vang lên tiếng gió, một con dao găm hợp kim đâm thẳng vào thái dương cô chết đi gã thanh niên hét lên với vẻ mặt gớm ghiếc không biết gã ta có năng lực thức tỉnh kiểu gì lặng lẽ ẩn nấp bên cạnh trình lạc y sau đó bất ngờ tấn công cô ấy nhưng cơn đau dữ dội trong cơ thể khiến trần lạc y buộc phải quan tâm đến nó cô giơ cánh tay lên chặn lại con dao găm hợp kim đâm xuyên qua cánh tay cô dòng máu ấm bắn tung tóe lên khuôn mặt trắng nõn của trình lạc y tựa như mưa phùng chảy xuống quai hàm vòng tay của trình lạc y lại nhảy lên Giá trị đau đớn 35%. Trên khuôn mặt hơi tái nhợt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười điên cuồng. Sau đó cô trả lại một cú đấm, đập vỡ đầu gã thanh niên. Đầu gã bị bổ làm đôi, một viên tinh thể bay ra. Bởi vì kích thích đau đớn khiến tế bào của Trình Lạc Y hoạt động mãnh liệt. Khả năng hồi phục của cô được tăng cường, cánh tay bị dao găm đâm thủng nhanh chóng trở lại bình thường. Xa xa, các thành viên của bọ cạp đen kinh ngạc nhìn theo chúng thầm thở dài rằng cô quả đúng là người thức tỉnh số một của nơi trú ẩn sức mạnh là thứ không mấy rõ ràng chỉ biết nó cực kỳ mạnh mẽ mọi người cẩn thận đừng để ả ta đến gần chỉ cần khống chế ả ở khoảng cách xa xem thử cô ta có thể cầm cự được bao lâu gã đàn ông hói đầu triển khai chiến thuật gã rất xứng với cái danh tiểu đội trưởng rất giỏi trong việc phân tích tình hình chiến trường và nhanh chóng tìm ra những thiếu sót, điểm mạnh của đối thủ. Vâng. Các thành viên bọ cạp đen xung quanh đồng ý, bọn họ đều sử dụng năng lực thức tỉnh của mình, bức tường lửa, mũi tên băng, vòi nước lao về phía trình lạc y, một số chịu trách nhiệm phong tỏa, những người khác chịu trách nhiệm tấn công. Các loại năng lượng bao vây trình lạc y, không ngừng công kích, dao động đáng sợ tràn ra. Các thành viên bọ cạp đen rất đông đảo và tàn nhẫn, và nhanh chóng đẩy trận chiến đến cao trào, cảnh tượng ngày càng trở nên hỗn loạn. Nhưng cách đó không xa, một bóng dáng mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn mặc áo sơ mi trắng, sắc mặt lạnh lùng thông thả tựa như đang đi dạo. Đi từng bước về phía này, ánh mắt quét qua tình hình xung quanh. Thật là vui nhộn. Hả? Một thành viên bọ cạp đen mặt sẹo lập tức chú ý tới hắn. Cảm thấy hắn rất bắt mắt, không phải là người trong trại của gã trong ánh mắt của người mới đến thoáng nét hờ hững tựa như đang xem náo nhiệt vậy. Chết đi cho tao. Cả mặt sẹo không quen biết Lâm Đông, lập tức tấn công người ta. Dùng một con dao ngắn hợp kim, muốn giết chết hắn trong một chiêu. Hắn thật sự nhìn nhàn nhã, giống như không sao, nhìn náo nhiệt ở đó. Lâm Đông liếc mắt nhìn gã, hai mắt lóe lên màu đỏ như máu. Khuôn mặt sẹo đột ngột đóng băng, vẻ mặt gã ta trở nên kinh hoàng sau đó cùng với một tiếng nổ kinh hoàng cơ thể nổ tung biến thành một đám sương máu phiêu tán xung quanh cái gì thế này những người xung quanh vẻ mặt sửng sốt lông mày nhíu lại năng lực này là gì vậy sao lại mạnh mẽ như thế tôn tiểu cường lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ lâm đông cậu tới rồi ừ lâm đông đáp lời khi hắn đang ở nhà nghỉ ngơi lại nghe một người tiểu đệ báo rằng ở rìa lãnh địa có nhân loại đánh nhau nhân số đông đảo gây ra động tĩnh không nhỏ. Hắn cân nhắc rất có thể là trình lạc y tới, vì thế liền tới đây xem thử. Lâm Đông ánh mắt quét qua, phát hiện người của nơi tị nạn đều kiệt sức vì tiêu hao quá nhiều sức lực nhưng đều phải cắn răng kiên cường chiến đấu. Ngay cả trình lạc y cũng thực chật vật, trên người đầy vết thương. Quần áo bị nhiễm đỏ, nếu không nhờ khuôn mặt xinh đẹp kia, nhìn qua chẳng khác gì tan thi cả. Các ngươi chạy nạ nga. Lâm Đông hỏi ừ cậu muốn nói sao cũng được không khác gì lắm tôn tiểu cường gật đầu tuy đi chuyển đồ nhưng từ tân hải đến đây chẳng khác nào dân chạy nạn trình lạc y nhìn qua cậu đến đón tôi sao phí qua đường đâu lâm đông nói thẳng trình lạc y giơ tay chỉ về phía trước đám người đầu trọc đây tất cả đều ở đây cả chà lâm đông gật đầu phát hiện thật đúng là không ít khó trách cô ấy nương tay như vậy, hóa ra là để phần tươi ngon cho hắn. Các thành viên bọ cạp đen nhíu mày, đồng thời trong lòng rất kỳ quái. Đây là ai vậy, chi viện chỗ tị nạn à, chỉ phái một người tới sao, hừ. Gã đầu trọc hừ lạnh một tiếng, coi thường đối phương. Trình Lạc Y đã thức tỉnh giả mạnh nhất ở chỗ tránh nạn, kẻ được phái tới có là gì? Giết hắn cho tao, vâng. Đám thành viên nghe vậy, cảm thấy đúng là có chuyện này bọn họ phần lớn đều từ thành phố tân hải đến không hiểu biết nhiều về lâm đông vì thế một đám người khí thế như mãnh hổ tiếp tục điên cuồng chiến đấu lâm đông sắc mặt bình tĩnh đôi mắt hồng quang lập lòe triển khai thi vực cực nhanh áp lực bao phủ toàn bộ bọn họ vẻ mặt dữ tợn lập tức biến thành kinh hãi cảm giác trên người lưng đeo một ngọn núi lớn thân thể chịu lực đè ép khiến xương cốt keo răng rắc chân tay như rơi vào vũng bùn động tác cực kỳ chậm chạp. Lâm đông xông lên trước, phất tay cầm trường đao, chém ngang qua đầu bọn họ. Lưỡi đao đi đến đâu, sợ người bị chém đứt tới đó, tinh hạch cũng từ đó bay ra. Lâm đông thu hết toàn bộ vào tay, không sót một cái nào. Chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Trong miệng hắn nói thầm, lại xách theo trường đao tiếp tục đi đến chỗ gã đầu trọc. Một lần xuất thủ đã chém chết bốn tên thành viên của bọ cạp đen. Thần thái thản nhiên tựa như chuyện nhỏ vậy. Mày, gã đầu trọc trừng mắt, ý thức được không ổn, cảm thấy bất an. Vừa rồi xem động tác giết người thuần thục của hắn, quả nhiên không phải là lần đầu tiên. Dù là nhóm người thức tỉnh giả có lẽ cũng không chuyên nghiệp được như thế. Mày, rốt cuộc mày là ai? Gã đầu trọc hoảng sợ hỏi. Lâm Đông nhướng mày nói, "Đừng lo lắng, ta là tới thu phí qua đường." "Phí gì cơ?" Nghe hắn nói kiểu đó, cả đầu trọc lo lắng. Tựa như cách nói, tiêm thuốc không đau đâu, chỉ như kiến cắn thôi. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, dù là nước mưa hay là máu đều không rơi xuống người lâm đông trên thân. Chúng vừa mới tới gần, đã bị cổ lực lượng vô danh gạt ra. Trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng quỷ dị. Trần Minh và Tôn Vũ Hàng đã từng gặp qua Lâm Đông, thấy hắn đến giúp đỡ, lập tức có chút vui mừng chúa tể một phương của thành phố Giang Bắc nhất định là vương giả. Giết mấy thành viên của tổ chức bọ cạp đen dễ như trở bàn tay. Nhưng, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ chọc Lâm Đông không vui. Lại đem bản thân làm lộ phí vậy xem như chết toi rồi. Lâm Đông càng tới gần, đám người đầu trọc càng thêm bất an. Lão đại, tên này không phải người. Một gã thức tỉnh hệ tinh thần cho mày nói. Cái gì? gã đầu trọc tâm lạnh một nửa gã cũng không ngốc liên tưởng đến câu nói phí qua đường trong lòng đã mơ hồ đoán được chuyện gì sắp diễn ra mẹ nó thành phố giang bắc bị làm sao thế chẳng lẽ thi vương còn trợ giúp chỗ tránh nạn nhân loại điều này lật đổ nhận thức của gã đầu trọc cảm giác thành phố giang bắc quá nguy hiểm bản thân nên nhanh chóng trở về tân hải ánh mắt gã đảo một vòng trong lòng suy nghĩ đối sách vừa rồi chịu một quyền của trình lạc y bây giờ thực lực giảm sút đáng kể nếu tiếp tục chiến đấu tỷ lệ sống sót không lớn các anh em liều mạng với bọn chúng đúng liều mạng người chung quanh trịnh trọng gật đầu trong mắt lộ ra sự quyết tuyệt dù gì thành viên của tổ chức bọ cạp đen đa số đều là kẻ liều mạng bọn hắn nâng cao sĩ khí lần nữa xông lên phía trước sau khi nói xong cả đầu trọc yên lặng lui về phía sau tất nhiên là muốn chạy trốn đồng thời bên cạnh gã có mấy tên tham sống sợ chết, bước chân cũng đang lui về phía sau. Hả? Mấy người kia còn ăn ý liếc nhìn. Gã đầu trọc lúc này phẫn nộ quát, mấy người các ngươi làm sao thế? Vì sao không lên? Anh cũng đâu có xông lên đâu. Một gã gầy gò hỏi ngược lại. Thục. Gã đại hán đầu trọc ho nhẹ một tiếng, che giấu sự xấu hổ. Không giả vờ được nữa, lập tức xệ xuống. Xuyệt đừng lộ ra, chúng ta đi lặng lẽ. Bọn gã có chừng khoảng 5, 6 người, lui về phía sau. Phía trước những người công kích đang nghênh đón ác mộng. Bọn họ phóng tới trước mặt lâm đông tê, tựa như một con thiêu thân lao vào lửa. Tiến vào thi vực như là rơi vào biển sâu. Cho dù miễn cưỡng cử động, cũng không phát huy được thực lực bình thường. Dù có tạo ra được thứ gì, đều bị thi vực khủng bố phá vỡ, làm tan nát. Lâm Đông cầm trường đao thu hoạch mạng người Thuận thế thu thập thi thể vào không gian trữ vật Trình Lạc Y và Tôn Tiểu Cường ở sau lưng hắn Cả ba tạo thành trận tam giác Một đường đẩy thẳng về phía Hoàn toàn là nghiền ép đối thủ Bọn họ trong phút chốc đã giết sạch thành viên của tổ chức bọ cạp đen Hở? Không đúng Lúc này, rốt cuộc có người phát giác ra điều không ổn Ra sức quay đầu nhìn lại phát hiện gã đại hán đầu trọc cùng mấy người khác đã bỏ chạy. Má nó, bị chơi xỏ rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi bị Lâm Đông giết chết. Má nó bọn nó bị giết nhanh như vậy, không đủ cho chúng ta chạy trốn. Một kẻ chạy trốn nói. Chạy cái gì chạy? Cả đại hán đầu trọc nhíu mày nhìn lại, không ngờ thủ hạ giữ chân nhanh chóng chết hết, không kéo dài thêm được thời gian cho gã. Được rồi, hiện tại chạy đi. Dứt lời, cả xoay người chuồn lẹ còn nhanh hơn cả thỏ mẹ nó mấy người bên cạnh thầm mắng nhanh chóng chạy tốc độ có thể sánh ngang với vận động viên điền kinh quốc tế lâm đông thấy phí qua đường muốn chạy trốn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tôn tiểu cường và trình lạc y cũng đuổi tới đuổi theo chúng ta cả đường bây giờ muốn chạy hình như hơi muộn rồi đám người gã đại hán đầu trọc cũng thông minh không tụ tập mà tứ tán bốn phía chạy vào một rừng cây nhỏ. Chắc không đuổi kịp đâu. Gã đại hán đầu trọc suy nghĩ, bên kia chỉ có ba người, bên gã lại có sáu người, xác suất sống sót là 50 phần 50. Gã hy vọng bản thân sẽ gặp may mắn. Gã đại hán đầu trọc chạy nhanh, quay đầu quan sát, lập tức trên mặt có chút mừng rỡ, bởi vì sau lưng không có ai cả. Ha ha ha! Gã vô thức cười ra tiếng, tốc độ chạy trốn thả chậm mấy phần. Này, Mi cười gì vậy? Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía trước cả. Sao lại thế được? Đầu trọc ý thức được sự tình không đúng, vội vàng quay lại nhìn. Lúc này nhìn thấy một người đang đứng tại phía trước cách đó không xa. Trong lòng của gã sợ hãi dừng bước, không thể tưởng tượng nổi. Mày, mày đến đây lúc nào, Lâm Đông cũng không trả lời, nhào đến vung trường đao. Trên đầu gã đại hán đầu trọc xuất hiện đường tơ máu màu đỏ đôi mắt hắn trừng to vẫn giữ nguyên sự hoảng sợ sau đó cơ thể tách ra làm hai lộ ra tinh hạch lâm đông đem nó thu hồi xong thân hình lại biến mất khi hắn xuất hiện lần nữa đã đến trước một cây đại thụ nhìn bề ngoài không khác gì cây đại thụ bình thường ngụy trang thực vật trước đó ta đã gặp một lần lâm đông thầm thì trong miệng cây đại thụ kia lại rung động một cái sau đó một đôi ánh mắt hoảng sợ mở ra bị phát hiện rồi người này là một thức tỉnh giả hệ một tinh thông ngụy trang nhưng không ngờ tới lâm đông lại phát hiện ra hắn chém một nhát xuống máu tươi chảy ra thi thể nhân loại mềm nhũn ngã xuống lâm đông đem thi thể thu hồi về lại bắt đầu tìm kiếm chỗ khác dường như hắn đã nhận ra điều gì đó cảm thấy có chút cổ quái không đúng trong rừng cây có những sinh vật khác đừng chạy một bên khác tôn tiểu cường lớn tiếng quát dù đầu óc không thông minh, nhưng tốc độ chạy rất nhanh. Phía trước một người thức tỉnh tốc độ cường hóa sắp bị hắn đuổi kịp, khoảng cách càng ngày càng gần. Bà mẹ mày, đuổi theo tao làm gì? Thanh niên xuyên thẳng qua giữa rừng, trong lòng tức giận mắng, cũng thỉnh thoảng quay đầu quan sát. Đột nhiên, cả cảm thấy phần bụng mát lạnh, hóa ra là cơ thể bị xuyên thủng. Máu tươi chậm rãi chảy ra làm ướt quần áo, tựa như một đóa màu đỏ sậm màu đỏ tươi vậy thanh niên kia không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại phát hiện một khuôn mặt kinh khủng chỉ toàn da bọc xương ha 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 da bọc xương cười dữ tợn tiếng phát ra như kim loại ma sát thanh niên toàn thân run rẩy trong sợ hãi đã mất đi ý thức tôn tiểu cường hiếu kỳ dò xét quái vật từ đâu xuất hiện vậy người bình thường trông thấy chắc chắn bị kinh hãi nhưng tôn tiểu cường hoàn toàn không sợ ngược lại bay người lên trước đấm một quyền bạch cốt thi vương cũng không tránh né cốt trảo nhún máu nắm thành quả đấm dùng nắm đấm đối địch ầm uhm, cả hai đối cứng một quyền giống như cây kim so với cọng râu khí thế mãnh liệt thổi quét xung quanh khiến lá cây bay tán loạn tôn tiểu cường rung lên không kìm được lui lại mấy bước phát hiện quái vật này rất gầy nhưng khí lực lại là không nhỏ bạch cốt thi vương dùng mũi ngửi phân biệt mùi hương của tôn tiểu cường kẻ trước đây đến địa bàn diễu võ dương oai là các ngươi ồ có sao? Tao dương oai nhiều chỗ lắm, địa bàn của mày ở đâu thế? Tôn Tiểu Cường vốn không suy nghĩ sâu xa. Bạch Cốt Thi Vương sạm mặt lại, phát hiện tên nhân loại này không được thông minh cho lắm. Nếu ăn thịt hắn sẽ không ảnh hưởng đến trí thông minh chứ, nhưng lúc này ánh mắt gã chuyển vào chỗ sâu trong rừng, cao mày, tựa như cảm thấy một cổ khí tức cường đại đang đến. Được rồi, ta đi trước, lần sau lại giết mày dứt lời gã cầm lấy thi thể dưới đất, xương cốt phía sau lưng rung động mãnh liệt. Một cặp cánh xương gian rộng ra, đột ngột bay lên bầu trời. Con mồi này ta mang đi, không phục thì bờ sông đối diện tìm ta. Bạch cốt thi vương rất nhanh mất dạng, giọng nói khàn khàn quanh quẩn trong khu rừng. Lúc này Lâm Đông vừa lúc xuất hiện bên cạnh Tôn Tiểu Cường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trầm ngâm nửa ngày, người dơi ư, thứ đó là gì vậy? sao còn biết bay thế tôn tiểu cường gãi đầu một cái hỏi lâm đông trả lời thi vương bên sông à cách không được tôn tiểu cường sực tỉnh ra chợt nhớ tới mình từng đi qua sông lần trước hắn đi cứu viện người ta còn bị mèo đen phụ thể xem ra thi vương bên sông đều rất quỷ dị ngay lúc hắn cảm thán trình lạc y cũng đã đến nơi chuyện gì xảy ra vậy vừa mới xuất hiện một thi vương biết bay đem một tên phí qua đường của tôi đi rồi tôn tiểu cường có sao nói vậy không thêm bất lời nào trình lạc y ngẩng đầu đôi mắt đẹp quan sát bầu trời được thôi lần sau móc tinh hạch của nó ra đền bù toàn bộ các thành viên thuộc tổ chức bọ cạp đen đều bỏ mình duy chỉ có một tên bị bạch cốt thi vương bắt đi còn lại đều bị lâm đông bỏ vào không gian lưu trữ trong lòng hắn suy nghĩ lãnh địa xung quanh có thi vương như vậy sớm muộn gì cũng gây ra họa tốt nhất là phải tiêu diệt bọn hắn bọn hắn ra khỏi rừng cây một lần nữa tụ hợp với đám người trần minh dù thành công xử lý thành viên bọ cạp đen thuận lợi đến thành phố giang bắc nhưng lúc này bọn hắn cũng không vui nổi có một cô gái ông con gái mình mà khóc nức nở đôi mắt cô ấy sưng đỏ cả giọng khóc cũng khàn khàn khiến người nghe thương tâm rơi lệ theo cô bé con bị ký sinh trùng ký sinh ký sinh trùng đã có dấu hiệu sinh sản diện rộng. Khóe miệng cô bé tái nhợt, khẽ run rẩy, tất nhiên là vô cùng đau khổ. Nhưng cô bé vẫn rất cố gắng chịu đựng, còn dịu dàng giúp mẹ lau nước mắt. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Hu hu hu. Thấy con gái hiểu chuyện như thế, người mẹ càng khóc thương tâm hơn. Đám người Trần Minh cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt. Trong lòng oán giận không thôi, mặc dù thường thấy sinh ly tử biệt, nhưng nội tâm vẫn bị xúc động. Trong thời tận thế này, người còn sống sót chẳng còn mấy ai, hơn nửa trẻ con ngây thơ vô tội. Làm sao bây giờ? Mọi người không đành lòng nhìn tiếp. Cô bé càng ngày càng đau đớn, toàn thân run rẩy. Ký sinh trùng dưới da trước trán chuyển động càng thêm rõ ràng, nghĩa là chúng đang sản sinh với tốc độ nhanh chóng mặt. Những con côn trùng sẽ bò toàn thân cô bé, cũng thông qua cơ bắp khống chế năng lực hành động lúc này ý thức của cô bé vẫn thanh tĩnh cảm nhận được rõ ràng sự đau khổ trên thân thể mình theo tôi thấy cứ dứt khoát cho cô bé chết nhẹ nhàng đi đừng để con bé chịu khổ trong đội có một người đề nghị hả chuyện này những người còn lại đưa mắt nhìn nhau có chút không đành lòng nhưng người mẹ đã lau nước mắt nhẹ nhàng gật đầu đồng ý thực sự cô ấy không nỡ để con gái chịu khổ cứ làm như vậy đi sao cơ đám người kinh ngạc lên tiếng nhưng không ai dám mạnh mẽ ra tay bọn họ thực lòng không thể giết chết một cô bé đáng yêu như vậy dù biết việc này là lựa chọn duy nhất ít đau đớn nhất hiện tại cho tất cả mọi người để tôi làm cho bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một âm thanh trầm thấp lâm đông vung tay ra một thanh trường đao xuất hiện từ hư không đám người trần minh quay đầu lại vừa nhìn đã thất thần từ để hắn làm đi Hắn làm việc chuyên nghiệp sẽ không đau đớn đâu, sắc mặt lâm đông sắc lạnh, chậm rãi đi về phía trước. Mọi người xung quanh lui ra, tránh một đường cho hắn. Người mẹ giữ lấy bả vai con gái, vừa khóc vừa dặn dò. Tiểu bảo, đừng sợ. Sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, con đừng lo, mẹ sẽ xuống dưới cùng con ngay. Vân ạ, à, cô bé nửa hiểu, nửa không hiểu. Người mẹ nước mắt lần nữa tràn mi, cô ấy buông con gái ra lùi sang một bên xoay người đi chỗ khác gục ngã trên mặt đất đầu gục vào bàn tay không ngăn được tiếng nức nở của mình cũng không dám nhìn những chuyện sắp xảy ra lâm đông cầm trường đao trong tay đi đến trước mặt cô bé hắn cúi đầu đánh giá đứa trẻ này thật giống như trông thấy con thỏ nhỏ ở nơi cắm trại vô cùng đáng yêu hắn lập tức nhấc đao lên chém tiếng đao xé gió vô cùng rõ ràng chém vào đầu đứa bé sau đó lại thọc ra đâm vào liên tục nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái đó chính là chẳng có máu me nào phun ra cả cô bé kia vẫn hoàn hảo không chút tổn hại như cũ tự hồ không có cảm giác gì cả lông mi dài chớp chớp mắt không chớp nhìn chằm chằm lâm đông còn trên lưỡi dao của lâm đông lại truyền đến tiếng kêu chích chích cổ quái có mấy con côn trùng treo trên mũi đao bị hắn lấy ra hết lâm đông thúc giục năng lượng đốt cháy lưỡi đao khiến côn trùng bị đốt thành tro bụi được rồi, kết thúc." Lâm Đông Thuận miệng nói, sau đó thu trường đao vào. "Hả? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Đám người thấy thế khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Trường đao rõ ràng đã chém vào đầu cô bé, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra cả, còn tiêu diệt hết côn trùng nữa. "Tôi hoa mắt sao, không biết." Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, hình như đứa bé kia không sao. "Không thể nào!" Cái này không phải là ảo giác chứ. Mọi người nghị luận, nhưng cũng không dám xác định. Nhưng lúc này, cô bé kia sờ lên cái đầu nhỏ của mình. Vẻ đau đớn đã biến mất, tinh thần cũng phấn chấn lên không ít, cảm giác mình không sao cả. Thế nên cô bé mới quay đầu nhìn người mẹ đang khóc thúc thích. Mẹ ơi đừng khóc, con khỏe rồi. Người mẹ ngừng khóc, vô thức quay đầu trông lại. Một đôi mắt đẫm lệ mông lung, trông thấy con gái không sao thì lộ vẻ kinh hãi a à, người mẹ khó tin nhưng thấy trạng thái tinh thần con gái đã tốt hơn trước khá nhiều tiểu bảo con thật sự không đau sao vâng cô bé ngoan ngoãn gật đầu ngước mắt nhìn về phía lâm đông là anh này đã cứu con côn trùng ký sinh trong người con gái cô đã được tiêu diệt hết cô bé sẽ không chết đâu trình lạc y đi lên trước sắc mặt bình tĩnh sớm đã đoán ra kết quả này với năng lực của lâm đông chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể làm được nghe trình lạc y nói người mẹ mới hoàn toàn yên tâm đồng thời trong lòng cuồng hoang vội vàng ôm lấy con gái hu 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 ông trời đúng là có mắt thật sự là quá tốt cả hai ôm nhau mà khóc đám người bên cạnh trần minh thấy vậy trong lòng rất cảm động lệ nóng đã dâng lên tràn mi. bọn hắn cũng không ngờ rằng là lâm đông cứu được cô bé này lúc này Trần Minh phục Lâm Đông sát đất. Thậm chí trong lòng sinh ra một loại xúc động, muốn liều chết phục vụ hắn. Người mẹ nhanh chóng bừng tỉnh, cô ấy ôm theo con gái quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Đông, dập đầu mấy cái nói lời cảm tạ. Cảm ơn anh, thật sự phải cảm ơn anh, anh đúng là người tốt. Đừng khách sáo." Lâm Đông thuận miệng nói, không ngờ có ngày mình lại được vinh danh là người tốt. Người mẹ như nghĩ ra được điều gì đó, vội vàng nói với con gái Tiểu Bảo, gọi cha nuôi, được rồi, không cần phải vậy đâu." Lâm Đông liên tục khoát tay cự tuyệt. "Ha ha ha." Ngay cả Trình Lạc Y luôn lạnh lùng, thấy thế cũng nhịn không được mỉm cười xinh đẹp. Tôn Tiểu Cường liếc đôi mắt lé sang, cảm thấy việc này rất hiếm lạ. "Cô gái kia cũng biết cười sao?" Lâm Đông nói với họ, "Không sao rồi, các ngươi trở về đi." "Ừm, đi thôi." Trình Lạc Y gật đầu cô hất cầm về phía thành phố tân hải phía xa đằng sau còn có rất nhiều thú biến dị zombie hoặc là thành viên tổ chức bọ cạp đen lúc nào bọn chúng cũng có thể tới đây tới thì tới thôi lâm đông cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu trình lạc y lại dạng dò đúng rồi nếu như cậu muốn tiến đánh bên kia sông thì gọi tôi được thôi lâm đông trả lời nói từ ban đầu đã không có ý định bỏ rơi cô ở nhà lúc này trần minh lòng đầy nhiệt huyết vừa rồi mới bị lâm đông thu phục cũng muốn giúp một phần sức cứ gọi tôi là lão trần tôi cũng muốn đến giúp đỡ chà lâm đông liếc mắt nhìn gã thế nhưng tôi không muốn chuyển đồ trần minh trong lòng im lặng cảm giác mình bị khinh thị cứ như vậy bọn họ dừng đề tài ở đây đoàn người trình lạc y từ từ đi xa lúc này mưa đã dừng lại giữa những tầng mây lộ ra bầu trời chiều đầy mây mù ảm đạm tôn vũ hàng lộ ra vẻ suy tư Chú Trần, chú nói Lâm Đông thật sự là thi vương sao? Trên mạng đều nói hắn giết người thành tính, vô cùng tàn nhẫn đã giết hơn ngàn nhân loại. Nhưng con thấy không giống lắm, trước đó còn từng cứu mạng con nữa. Hừ. Đó là bởi vì hắn không xem con là kẻ địch à không, có lẽ hắn không coi con là người. Trần Minh bổ sung một câu. Cảm thấy trong lòng Lâm Đông chắc xem gã là động vật nhỏ. Tôn Vũ Hàn. Lúc này Lâm Đông đã về đến trong nhà. Hắn ngồi vào trên ghế salon, lấy ra ly đế cao, rót đồ uống vào ly, khẽ nhấm nháp. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xé da cắt thịt, đó là 20 thi thể hắn vừa mang về đang bị zombie cắn xé. Ánh sáng cuối cùng của buổi chiều chiếu xuống, tạo thành khung cảnh máu tanh. Lâm Đông lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm thông tin trên mạng. Tin mừng, thành phố ta tiếp nhận người chạy nạn từ thành phố Tân Hải, cũng vận chuyển một lượng lớn vật tư đến tín hiệu vô tuyến của nơi tị nạn đã được mở tối đa hóa bất kỳ người nào nhận được tín hiệu vui lòng sớm đến nơi tị nạn thành phố tân hải bị nước biển bao phủ mấy chục ngàn người sống sót chạy trốn bọn họ theo từng nhóm nhỏ chạy đến thành phố giang bắc có thể lần lượt đến được chỗ phát ra tín hiệu tránh nạn sẽ có hy vọng sống sót nhưng trong mấy chục ngàn người đó chắc chắn còn sống chưa đến một phần ba bên chỗ tị nạn không có tin tức hữu dụng Lâm Đông lại đổ bộ sang trang web công ty Tết, xem bọn hắn có gì vui. Kết quả vừa vào đã thấy rất náo nhiệt, thông báo đứng tốt đầu cực kỳ bắt mắt với tông màu đỏ chủ đạo. Thông báo quan trọng, công ty chúng ta đã nghiên cứu ra thuốc tiến hóa nhân loại. Có thể dùng cho người bình thường, trong vòng 24 tiếng sẽ tiến hóa thành kỳ não đan. Phần bình luận dưới thông báo chật ních người, đa số người sống sót đều là người bình thường, rất muốn trở thành người thức tỉnh, cho nên vô cùng chú ý với điều này. Trời đất! Thật sự nghiên cứu ra rồi sao? Công ty Tết đúng là trâu bò mà, tôi muốn mua một liều, có chuyển phát nhanh không? Anh bị đi ngà. Ngày tận thế còn ai ship hàng cho anh chứ? Không biết giá cả bao nhiêu, làm sao mua đây? Ta có liên lạc với nhân viên nội bộ, họ nói là ba viên tinh thạch cấp B mới đổi được một liều. Mẹ nó, ba cái sao? Không phải là muốn giết người đấy chứ? Lâm Đông không thể không cảm thán, công ty Tết thật biết làm ăn. Một liều thuốc tiến hóa não đang đổi được ba tinh thạch cấp B, qua nhiên, nắm giữ khoa học trong tay sẽ phát tài. Nhưng cái tin tức này đối Lâm Đông mà nói cũng không phải chuyện xấu. Sau này chỗ nào cũng có cherry để ăn cả, chẳng qua quá sung sướng ư, hôm qua, công ty của ta bắt được một con thú biến dị cấp B, vượn trắng khổng lồ, thể trọng nặng 5 tấn. Dù là làm đồ đồ ăn hay nghiên cứu khoa học đều có tác dụng to lớn. Tất nhiên, thành phố Giang Bắc không có con vượn trắng to như vậy. Chắc là do bão nên mới chạy từ thành phố Tân Hải sang. Công ty của ta còn phát hiện rất nhiều dấu vết của mảnh thú biến dị, đã phái tiểu đội săn thú ra ngoài bắt nó cho bằng được. Mặt khác, công ty chúng tôi đã nghiên cứu ra thế hệ kẻ săn đuổi số 2, đã đưa vào sử dụng. Cam đoan sẽ bảo vệ người sống sót an toàn, hoan nghênh người chạy nạn từ thành phố Tân Hải đến nơi tị nạn của chúng tôi mấy cái thông báo này để phô trương sức mạnh của mình nào là nghiên cứu ra thuốc tiến hóa nào là bắt được thú biến dị đều để hấp dẫn người ta đến với công ty tết mới không bao lâu đã bắt đầu triển khai lực lượng nữa à lâm đông thì thầm trong lòng trước kia chiến dịch săn vương đã bị hắn tiêu diệt mấy đội bây giờ lại làm chiến dịch săn thú phái ra bốn phía ăn vết thú biến dị bọn họ có thể đánh trống khu chiên như thế nhất định là có sức mạnh phía sau lâm đông từng nghe dương hạo nói qua thế hệ thứ hai của kẻ săn đuổi là thí nghiệm dựa trên người thức tỉnh có thể thúng di hoặc sử dụng năng lực thức tỉnh thực lực siêu việt vượt trội xa hơn đời một lúc ấy lâm đông rất hiếu kỳ dạng này người cải tạo này trên cơ thể sẽ có mấy tinh thạch xem ra có cơ hội phải đi xác minh một chút khi đêm tối bao phủ mọi nơi cả thành phố tựa như ngâm vào mực đen mỗi đêm thành phố giang bắc đều rất nhộn nhịp âm thanh gào thép liên tục vang lên cảnh tượng giết chóc vẫn đang diễn ra. Lâm Đông muốn tìm người của công ty Tết, cũng không dễ dàng. Thành phố rất lớn, chẳng khác gì mò kim đáy bể cả. Trong lãnh địa của hắn, người có năng lực điều tra mạnh nhất chính là anh quạ. Dù đêm tối nó cũng không dám bay loạn, rất dễ gặp phải thiên địch hoặc là thú biến dị. Nhưng rất nhanh Lâm Đông đã nhớ đến một kẻ có thể sẽ phát huy được tác dụng. Thế là hắn đứng dậy, cơ thể đột nhiên biến mất tại chỗ sát vách một khu vực tai thính đang đứng trên đường phố ba hoa chiếc chòe với mấy tên đàn em tinh nhuệ gần đây thành phố giang bắc không yên ổn có không ít nhân loại thức tỉnh và thú biến dị xâm nhập vào chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn một chút yên tâm đi lão đại ta đã rất cẩn thận tiểu đệ bên cạnh liên tục gật đầu nói tiếp hôm nay gặp một nhóm nhân loại đi vào lãnh địa của chúng ta ta không hề xuất thủ mẹ nó ngươi cẩn thận gì chứ ngươi sợ thì có tai thính nổi nóng có nhân loại xông vào tận hang ổ còn thờ ơ nói lời hoang đường như vậy trên mặt đàn em tỏ vẻ xấu hổ vậy theo đại ca chúng ta phải làm sao bây giờ sau này dù là ai đến chúng ta cũng phải thanh trừ hết thề chết bảo vệ lãnh địa tai thính chính nghĩa nói rất có tính tẩy não thế nhưng gã vừa dứt lời sau lưng liền xuất hiện một bóng người lặng yên không tiếng động chẳng thể nào phát giác ra được tiểu đệ đối diện tai thính trông thấy lúc này thân thể lắc lư một cái đại đại ca ngài vừa nói dù là bất cứ ai sao đúng thế dù là ai cũng thế tai thính cường điệu nhắc lại một lần nữa thế là tiểu đệ hoảng sợ chỉ ra phía sau lưng gã vậy hắn thì sao ai cơ tai thính phát hiện ra có điều không ổn vừa quay đầu lại trông thấy lâm đông đang nhìn mình gã bị dọa đến mức lùi lại hai bước rung rẫy cả linh hồn lẫn thể xác. Vị tôn sát thần này đến từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ để giết cả sao? Lâm Đông chậm rãi mở miệng hỏi, "Mi vừa nói gì đó? Ta, ôi mẹ ơi." Tai Thính bị dọa sợ đến mức choáng váng, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Đông thấy dáng vẻ không có tiền đồ của nó, khó tránh khỏi tức giận, "Ta tới tìm Mi có chút việc." "Chút việc?" "Có việc thì tốt, ta thích nhất là làm việc." Tai Thính liên tục đáp, đồng thời hơi yên tâm, không đến giết cả là được. Lâm Đông tiếp tục nói, gần nhất công ty test rải nhân lực khắp nơi, mi có thể tìm được bọn họ không? Có thể. Đương nhiên là có thể. Tai Thính gật đầu như gà con mổ thóc. Năng lực thức tỉnh của hắn là siêu cấp thính giác, không làm chuyện khác được nhưng tìm người là chuyên nghiệp nhất. Lâm Đông thấy thế rất hài lòng, mi tìm ra bọn hắn là được rồi. A, à, không thành vấn đề. Tai thính đảo mắt một cái rồi suy nghĩ hỏi. Đại ca, vậy ta có được gì không? Được chứ, tìm được người thì không giết mi. Lâm Đông nói. Tai thính im lặng, hiểu rõ ý của hắn. Nếu tìm không thấy thì chết, lanh quanh cũng chỉ có vậy mà thôi. Ta tìm. Ta tìm. Mặc dù đây là lãnh địa của tai thính nhưng thủ đoạn của Lâm Đông thì gã đã, đã được chứng kiến. Hắn muốn giết cả, đơn giản dễ như trở bàn tay thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mấy tên đàn em tin anh nhìn thấy đại ca như vậy, đều có chút hoang mang. "Lão đại, vừa rồi ngài không nói như vậy mà, mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, các ngươi tiến hóa IQ quá thấp, không biết câu người thức thời là trang tuấn kiệt." Tai thính giảng dạy đám đàn em một trận. Gã bắt đầu giúp Lâm Đông tìm nhân loại. Lâm Đông cũng rất tò mò, muốn xem thử gã sử dụng năng lực thức tỉnh như thế nào sau đó tay thính áp tay xuống mặt đất, hai chân đứng thăng bằng, vĩnh mông lên thật cao sau đó phát động, siêu cấp thính lực. Chỉ một thoáng, tất cả thanh âm rất nhỏ đều truyền vào tai gã. Kể cả tiếng công trùng nhúc nhích, chuột kiếm ăn, thậm chí là bụi bay xuống đất. Thính lực nhanh chóng phát ra bốn phía, kéo dài đến tận mấy cây số. Hình như tìm được rồi, ở chỗ này. Tai thính vẫn áp sát đôi tai xuống đất, hai chân di chuyển tựa như cái máy hút bụi đi về phía trước, động tác có chút buồn cười. Lâm Đông nhìn thấy rồi sửng sốt, quả là tài năng hiếm có. Tai thính áp sát mặt đất, tốc độ di chuyển không chậm, rất nhanh liền biến mất trong bóng tối. Lâm Đông lập tức đuổi theo kịp cước bộ của hắn. Ước chừng khoảng sau 20 phút, ở phía xa xa truyền đến tiếng mảnh thú gào thét. Tiếng động kinh thiên chấn địa, khiến những cửa kính bị phá vỡ. Một con hổ biến dị xuất hiện, hình thể tráng kiện thể trọng phải hơn một tấn, điều khiến người ta chú ý nhất chính là toàn thân nó trắng nõn, mọc ra vàng màu đen trông rất bá khí. Lúc này hổ khổng lồ có chút chật vật, tựa như đang chạy trốn. Bộ lông màu trắng nhiễm vết máu đỏ thẫm, khắp nơi đều có dấu vết đao kiếm chặt chém. Bạch hổ lao xuống phố, nhảy lên nhảy xuống tránh né, thân hình cực kỳ nhanh nhẹn làm nát không biết bao nhiêu chiếc xe. Sau lưng nó chính là tiểu đội săn thú của công ty Tết, tổng cộng có 4 người, cộng thêm một người cải tạo thế hệ số 2. Người cải tạo có hình thể tương tự nhân loại bình thường, làn da màu xám trắng, đầu trọc, ánh mắt không mấy linh động, chịu sự điều khiển của AI. Đại ca, anh xem ở đó có nhân loại. Tai thính núp sau chiếc xe bán tải hỏng nói. Ừm, um, ta thấy rồi. Lâm Đông gật đầu một cái rồi nói. Tiểu đội săn thú của công tác thấy Bạch Hổ biến dị muốn chạy trốn, cũng không nóng nảy, vừa cười vừa nói ánh mắt người cải tạo nhìn chăm chú miệng phát ra thanh âm máy móc quét địa hình đang tính toán quỷ tích chạy trốn của con mồi băng lao phát động dứt lời nó giơ tay lên chính xác phán đoán ra đường chạy trốn của bạch hổ mấy cây băng lao dài 6 mét ngưng trụ giữa không trung soạt 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 băng trùy liên tiếp đâm tới xuyên thủng thân thể lão hổ ghim chặt nó xuống mặt đất giống như hình thành một lột giam trống lão hổ gào lên đau đớn máu tươi chảy tràn lan nhưng cũng mất đi năng lực hành động ha ha bắt được rồi thanh niên cầm đầu đắc ý vận khí của chúng ta không tệ vậy mà lại tìm được một lão hổ biến dị một nữ đội viên đằng sau nói thanh niên đứng bên cạnh người cải tạo quan sát không khỏi bội phục kẻ săn đuổi đời thứ hai quả nhiên rất mạnh khả năng tính toán kinh khủng tăng thêm thức tỉnh dị năng mỗi lần phóng ra đều vô cùng chuẩn xác còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều đa tạ khích lệ anh cũng không tệ người cải tạo phát ra âm thanh máy móc có chương trình trí tuệ nhân tạo chương trình hoàn toàn có thể đối thoại cùng nhân loại bởi vì kẻ săn đuổi đời thứ hai vừa được đưa vào sử dụng trước mắt xem như giai đoạn thí nghiệm bốn người cũng lần đầu tiên dẫn nó ra ngoài trong lòng đều cảm thán không thôi thấy thế sự đổi thay trong chớp mắt mọi người nói xem nếu trí tuệ nhân tạo tiếp tục trưởng thành có thể thay thế nhân loại hay không thanh niên mập lùng hỏi cô gái bên cạnh đáp tôi cảm thấy rất có thể ở tổng bộ đã xuất hiện trường hợp trí tuệ nhân tạo lừa gạt nhân viên nghiên cứu khoa học muốn đạt được nhiều quyền hạn hơn trời đất mấy người xung quanh nghe xong rùng mình cảm thấy trong thế giới mặt tận này kẻ cuối cùng xưng bá thế giới chưa chắc là nhân loại zombie thú biến dị còn có thể là trí tuệ nhân tạo. Cô gái tiếp tục nói, tổng bộ đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo người cải tạo, nghe nói sử dụng kim loại thể lỏng. Tăng cường sức khả năng chữa trị tự nhiên, thậm chí là tùy ý thanh đổi hình thái thân thể. Vậy thì sẽ còn hoàn mỹ hơn so với nhân loại. Chung quanh có mấy người cảm thán. Ha ha ha, gã mập lùng mỉm cười nói, ý ta muốn nói, con rối kim loại thể lỏng cũng không tệ, muốn biến thành thế nào thì thành thế ấy chà đến lúc đó sẽ đặc sắc lắm đó mấy người nhếch miệng cười đi đến chỗ bạch hổ biến dị đột nhiên cô gái khẽ nhướng mày cô ấy là người thức tỉnh hệ tinh thần đã cảm thấy có thứ gì đó không đúng đội trưởng gần đây có zombie cái gì thanh niên cho mày lại trở nên thận trọng ở bên kia cô gái xác định phương hướng chỉ về một phía dựa vào năng lực của mình đương nhiên không cảm nhận được lâm đông kẻ bị phát giác chính là tai thính Mấy người họ nghe vậy, gần như lúc quay đầu nhìn lại cái xe hỏng. Nguy rồi. Đại ca, chúng ta bị nhân loại phát hiện. Tai Thính nói nhưng quay đầu nhìn lại phát hiện Lâm Đông đã biến mất không thấy đâu nữa. Bà mẹ nó. Tai Thính thầm mắng một tiếng, lập tức có chút hoảng hốt. Lúc này ánh mắt người cải tạo nhìn về phía gã. Quét hình ảnh. Đẳng cấp tiến hóa, cấp B, dự đoán sức chiến đấu, 50. Ha ha! Hóa ra là con zombie cạn bã. Thanh niên nghe thấy, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thanh niên mập lùng phụ họa nói, yên tâm đi, khu vực kế bên không có thi vương cường đại, nếu không đã chẳng xuất hiện bạch hổ biến dị. Ừm, um, nói thế cũng đúng, nếu như có thi vương cấp 5 sao thì đừng nói là hổ biến dị, cả rồng biến dị cũng sẽ bị xé nát. Cô gái gật đầu nói. Đối mặt tai thính, bọn hắn buông lỏng cảnh giác, Zombie cấp B có sức chiến đấu còn không bằng Bạch Hổ biến dị, hoàn toàn có thể giải quyết nhẹ nhàng. Được thôi, coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh niên kia vô cùng nghiêm túc, tất nhiên là sắp phát động công kích. Tai thính càng thêm bối rối, các anh em nhanh đến giúp đỡ, theo lệnh của gã mấy tiểu đệ tinh nhuệ gào thét chạy đến. Khí thế hung hãn điên cuồng, chạy nhảy trên những cổ xe hỏng xung quanh. Vấn đề không lớn. Thanh niên cầm đầu không hoảng hốt cho dù bị zombie vây quanh chỉ cần không có thi vương cường đại cũng có thể phá vòng vây ra ngoài chuẩn bị chiến đấu thanh niên nói năng lượng quanh thân dao động mãnh liệt chờ một chút bỗng nhiên cô gái lại kêu lên ừm um, cô sao thế hả mấy người họ không hiểu nhìn về phía cô ấy nhưng lúc này sắc mặt cô gái lại vô cùng căng thẳng cảm giác nguy hiểm tột cùng này khiến cô vô cùng bất an Tựa hồ một giây sau, bản thân sẽ bị giết chết vậy. Ở cạnh chúng ta vẫn còn có thứ gì đó. Ở đâu? Ba người đàn ông thấy cô không giống nói đùa, nâng cao tinh thần đề phòng. Cô gái cắn chặt hàm răng, tinh thần lực phát tán, cố gắng cảm giác hết thảy. Sau đó đôi mắt đột nhiên trừng lớn, tràn ngập sự sợ hãi cực hạn. Hắn ở ngay đây, chỉ nói được nửa câu, cơ thể cô ấy đột nhiên cứng ngắc há to miệng, nửa chữ cũng không thốt lên được một thân hình cao gầy chậm rãi ngưng tụ sau lưng cô gái. Thuận thế vương tay ra, thăm dò bên trong hộp sọ, lấy ra một viên tinh hạch. Mi đoán đúng, thưởng cho Mi cái chết. Lâm Đông mở miệng nói. Cái xác của cô gái ngã hoặc dưới chân hắn, hai mắt trợn to giữ nguyên vẻ sợ hãi khi còn sống. Trời! Ba gã thanh niên hít một hơi lạnh, vô ý thức lui lại mấy bước. Áo sơ mi màu trắng, tướng mạo anh Tuấn tên này chắc không phải là thi vương cao ốc đấy chứ trong lòng bọn họ đoán được điều gì đó lập tức hoảng sợ ai nói khu vực này không có thi vương cường đại chết tiệt không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây thanh niên béo lùn run rẩy răng đánh cầm cập vào nhau thi vương trước mắt này quả thực là ác mộng của công ty tết hơn nữa còn là vương giả số một của thành phố giang bắc có xu hướng trở thành bá chủ duy nhất ở trong thành không có nhiều sào huyệt zombie có thể đối kháng với hắn xong rồi gặp hắn là chúng ta tiêu rồi một gã cao lớn khác nói chưa chắc thanh niên cầm đầu nheo mắt quay đầu nhìn người cải tạo bên cạnh đó là hy vọng cuối cùng của họ hiện giờ chỉ có thể hy sinh người cải tạo giữ chân thi vương trong chốc lát mình vẫn có một cơ hội chạy trốn nhưng lúc này người cải tạo đang nhìn chằm chằm vào mắt lâm đông quét đối tượng cấp độ tiến hóa ép sức mạnh chiến đấu mắt cơ sở dữ liệu không đủ không thể tính toán. Mô phỏng trận chiến 10. Không 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 lần thất bại. Tóm tắt, mục tiêu không thể vượt qua, bắt đầu chương trình tự bảo vệ, chạy trốn. Người cải tạo nói xong bước chân lui về phía sau, sau đó xoay người chạy cực nhanh. Hả? Ba người còn lại tê trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi màu đen. Chuyện gì đang xảy ra vậy? vốn định để cho người cải tạo hy sinh để mình chạy trốn kết quả nó bỏ chạy trước người cải tạo không phải là robot chỉ biết thực hiện mệnh lệnh nó có chương trình thông minh có thể suy nghĩ độc lập thế kẻ thù đánh không tất nhiên biết chạy trốn mẹ nó vừa rồi khen nó xong giờ cảm thấy nó còn không bằng thế hệ số một thanh niên nghiến răng nghiến lợi chửi rủa gã thấp mập nói bây giờ không phải lúc nói những chuyện này chúng ta cũng nhanh chóng chạy đi chạy Thanh niên hét lớn xoay người muốn chuồn đi. Nhưng trong nháy mắt thân thể ba người trở nên chậm chạp như rơi vào vũng bùn, cảm thấy một cổ áp lực rất lớn đè nặng lên xương cốt toàn thân. Tốc độ chạy trốn của bọn họ đương nhiên không thể sánh bằng thi vực khủng bố. Cơ thể lâm đông thúng di đến cạnh họ, cầm thanh đao trong tay thuận thế chém một phát. Phốc phốc. Trường đao sắc bén bổ đầu bọn họ như bổ dưa hấu, trực tiếp lấy ba viên tinh hạch ra. Lâm đông phất tay, ngay cả thi thể cũng thu hồi, sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất không biết là đi đâu. Đây chính là thực lực của sức chiến đấu mắt sao. Tai thính chứng kiến tận mắt, sợ hãi đến mức choáng váng. Thấy lâm đông giết mấy người thức tỉnh dễ như bẩn, không cần tốn nhiều công sức. Lão đại mắt rốt cuộc là bao nhiêu? Bên cạnh có một tiểu đệ tinh nhuệ tò mò hỏi. Ngu xuẩn. Tao hay mắng mày ngốc cũng có lý mà, ngay cả mắt cũng không biết. Tang thi tiểu đệ tính toán, mắc bằng 50, mà sức chiến đấu của lão đại chính là 50, đổi lại một chút, lão đại bằng mắt sức chiến đấu cũng cường hãn. Lợi hại thật. Không hổ danh là lão đại, tai thính không để ý tới tiểu đệ nữa, chạy ra đường cái dính đầy máu sau trận chiến vừa rồi. Hắn ngồi xổm xuống dùng ngón tay quẹt máu trực tiếp cho vào miệng, đừng lãng phí, lúc này, người cải tạo đang nhanh chóng chạy trốn, trong não của nó, đã tính toán ra lộ tuyến chạy trốn tốt nhất. Hai chân đột nhiên lấy đà nhảy lên vách tường nhà cao tầng, mượn lực đạp một cái, trực tiếp trèo lên nóc nhà. Chạy trốn trên mái nhà, xác suất thành công tăng 22,435%. Nó vẫn không ngừng tính toán. Nhưng vừa mới lên được mái nhà thì không chạy được nữa, bóng tối phía trước xuất hiện một người cao gầy, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Bị chặn đường rồi. Người cải tạo đứng tại chỗ, tình huống trước mắt không có số liệu, căn bản không thể tính toán được phát động tấn công thử nghiệm. Trong lòng hai bàn tay nó lại tản ra khí tức nóng rực, hai quả cầu lửa bắt đầu ngưng tụ. Lâm Đông thấy vậy hiểu rằng, người cải tạo này kế ghép hai loại năng lực thức tỉnh. Lúc trước là hệ băng, bây giờ là hệ hỏa chắc phải gọi là song linh dị năng. Hai quả cầu lửa càng thêm nóng rực, xua tan bóng tối chung quanh. Đột một ném về phía Lâm Đông, nhờ vào quá trình tính toán chính xác, lộ trình công kích chính xác. Tuy nhiên không có ích gì với Lâm Đông cả. hắn vốn không muốn né tránh, triển khai Thi Vương lĩnh vực. áp lực mãnh liệt tuôn trào, bắn ngược hỏa cầu trở lại. cơ thể lập tức thúng di, trong chớp mắt đã đến trước mặt người cải tạo. tường băng. người cải tạo không có cảm xúc sợ hãi, mặc dù rơi vào tuyệt cảnh, vẫn có thể tiếp tục duy trì chiến đấu. phía trước băng sư ngưng kết hình thành bức tường muốn ngăn chặn Lâm Đông, nhưng một thanh trường đao xuyên qua tường băng chém đứt tường băng đồng thời cũng bổ đôi đầu đầu người cải tạo ra hai tròng mắt nó ảm đạm mất đi ánh sáng nhưng dữ liệu trên người được ghi hình lại vẫn còn hoạt động thêm vài giây nữa chiến đấu thất bại dữ liệu chiến đấu được truyền vào cơ sở dữ liệu đám mây tắt máy tất cả trí tuệ nhân tạo đều dùng chung một cơ sở dữ liệu nếu sau này những người cải tạo khác gặp phải tình huống như vậy có thể trích xuất dữ liệu để phân tích cũng tương đồng với việc tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu bởi vậy có thể thấy được tốc độ tiến bộ của trí tuệ nhân tạo rất khủng bố giống như một chủ não khống chế rất nhiều phân thân mỗi người đều đang học tập tên này rất tinh vi lâm đông quan sát bên trong cơ thể bị mở ra của người cải tạo có rất nhiều linh kiện kim loại quả thật có tận hai viên tinh hạch theo thứ tự là băng hệ và hỏa hệ nhưng vị trí khảm nạm không phải là đầu mà là ở ngực trái ngực phải lâm đông không quản nhiều như vậy trực tiếp thu thi thể và tinh hạch vào trong không gian trữ vật sau đó hắn trở lại đường phố trước đó xử lý con mảnh hổ biến dị trọng thương kia chào lão đại thấy lâm đông trở về tai thính vội vàng chào hỏi bộ dáng định nọt sau khi người cải tạo chết trận băng trùy vây khốn mảnh hổ đã tiêu tán nhưng mảnh hổ vẫn nằm sấp trên mặt đất lông bị máu tươi nhuộm đỏ thở hổn hển sinh mệnh đang mất dần. Hu hu hu. Trong miệng nó phát ra tiếng nước nở. Thấy Lâm Đông đi tới, hai tròng mắt sáng lên cảm kích hắn. Vạn vật đều có linh tính, Bạch Hổ đang cảm tạ hắn, giết chết những nhân loại đáng hận kia, khiến nó có thể chết mà nhắm mắt. Lâm Đông cúi đầu quan sát, phát hiện con hổ này còn linh tính, tư chất không tệ. Nếu cứ chết đi thì thật đáng tiếc, lãng phí một thứ tốt. Hắn đang cân nhắc việc nhận nuôi nó, về sau lại có thêm một thủ hạ mạnh mẽ. Lâm Đông chậm rãi giơ tay lên, dùng móng tay ngón trỏ đâm vào ngón cái, một giọt máu tươi đỏ tươi nhỏ xuống. Giọt máu thi vương kia vừa vặn rơi vào vết thương của hổ. Hổ cảm thấy nóng lực như bị ngọn lửa thiêu đốt, phát ra một tiếng gầm nhẹ, năng lượng tinh thuần của thi vương chảy xuôi vào trong thân thể. Bạch hổ bắt đầu co giật kịch liệt, xương cốt xảy ra biến dị, đây là điềm báo của sự kiện thi biến. Vết thương trên người nó, nhanh chóng khép lại. Chỉ chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, xoay người đứng dậy khỏi mặt đất. Gào. Hổ thét lên lần nữa vang vọng khắp bầu trời đêm tĩnh lặng. Cửa sổ kính của những tòa nhà xung quanh đều nổ tung. Hổ vốn mang theo khí tức vương giả, hiện giờ hấp thu một giọt máu thi vương càng thêm bá đạo. Mảnh hổ hung tàn cộng với tan thi điên cuồng, hình thành một loài mới, tan thi hổ thân thể của nó hoàn toàn bị thay đổi, thể lực vẫn cường hãn như trước. Đẳng cấp thực lực tăng lên rất nhiều, từ cấp B biến thành cấp B cộng. Nếu sinh vật tầm thường bị tan thi lây nhiễm, chỉ có thể biến thành cấp D chính cấp thấp nhất. Nhưng lần này thì khác, Lâm Đông có năng lượng tinh thuần, cộng thêm tư chất hổ không tệ. Vừa mới biến tan thi, đã là cấp B cộng, từ đây có thể thấy được, tan thi hổ có tiềm lực vô hạn, về sau không biết sẽ tiến hóa thành cái gì sau đó bạch hổ thét dài một tiếng chân trước nằm xuống đất cung kính cúi đầu đối với lâm đông điều này đại biểu cho sự thần phục tuyệt đối ừm cũng không tệ lắm lâm đông thấy vậy khá hài lòng tai thính bên cạnh run sợ hổ thật sự quá hung dữ vừa mới biến thành tang thi còn mạnh hơn thi vương là gã ông trời còn có mắt không thế thế đạo này càng ngày càng khó sống tai thính cảm thán những tang thi khác càng ngày càng mạnh cả sớm muộn gì cũng trở thành khẩu phần ăn của người khác vì thế ánh mắt nịnh nọc nhìn về phía lâm đông đại ca nếu được ngài thu nhận ta đi thu mi làm cái gì đến lãnh địa của ta ta lăn lộn ăn chờ chết sao lâm đông cảm thấy sức chiến đấu của gã quá yếu chưa chắc có thể đánh lại tang thi quân đoàn ác chủ bài của mình chỉ là vì tìm kiếm sự bảo vệ mà thôi ta có thể giúp ngài tìm nhân loại mà đại ca tai thính vội vàng bày ra giá trị bản thân nhưng lâm đông lại nói ta không thu mi chẳng phải mi cũng phải tìm giúp ta sao không ta tai thính trừng mắt nhất thời không nói nên lời tuy nhiên lâm đông nhanh chóng nói tiếp cứ chờ biểu hiện của mi đi nếu biết điều tìm thêm vài nhân loại chứng tỏ bản thân có ích thì ta sẽ cân nhắc được cam đoan không thành vấn đề tai thính hăng hái lập tức đáp ứng lâm đông gật đầu tìm con người rồi báo với ta. Dứt lời hắn xoay người rời đi, phía sau có thêm tang thi mảnh hổ cực kỳ khí phách, cùng nhau biến mất trong bóng đêm tai thính nhìn theo bóng lưng hắn, hoắt hoắt ngón tay với các tiểu đệ tinh nhuệ. Ta nói cho các ngươi biết, sau này hắn chính là lão đại chúng ta, có hiểu không? Các ngươi phải biểu hiện tốt một chút, đừng làm liên lụy đến ta. Nhưng mà thi vương đối diện xong thì sao, không cần phải quan tâm đến họ. Tai thính quyết đoán nói tiểu đệ tinh nhuệ nghiêng đầu cảm giác không đúng lắm lúc trước đại ca không nói như vậy lão đại chẳng phải ngài nói xem thử ai thắng sau đó chúng ta giúp kẻ đó sao còn cần xem sao ta đã biết ai thắng lâm đông trở lại gần tòa nhà triệu tập các tiểu đệ lại đây để bọn chúng làm quen với với tang thi hổ cũng đặt tên cho nó tiểu bạch tanh cơ cảm thấy rất mới lạ ngồi xổm xuống đất vỗ tay tiểu bạch lại đây nhưng tang thi hổ không thèm để ý đến hắn trực tiếp quay đầu tỏ ra thân mật với tiểu bác đầu to cọ cọ trên người cô ấy tanh cơ thấy thế không nói nên lời cảm giác duyên động vật của mình không tốt lắm may mắn thay bé hổ này sẽ không chửi thề con hổ này có thể cưỡi không để cho tôi cưỡi chạy hai vòng tanh cơ bắt đầu suy nghĩ quên đi hổ rất tốt anh đừng có làm khổ cậu ấy tiểu bác ngăn cản mà lúc này tiến sĩ ngồi xổm trên mặt đất, đang đùa nghịch người cải tạo bị tàn phá, đây là phần còn lại từ bữa cơm vừa rồi của bọn họ. Trước kia lúc tiến sĩ ăn cơm, thích giải phẫu, thức ăn, nghiên cứu cấu tạo, lúc này đang cảm thấy mới lạ. Hắn tháo dỡ từng bộ phận của người cải tạo ra, tháo ra một ống kính độc lập. Bên cạnh có một cái máy nhỏ, ấn một cái lại có ánh sáng xanh lóe lên di chuyển lên xuống. Sao cơ? Tiến sĩ dường như nghĩ đến điều gì đó, Đeo trồng kính lên mắt trái nhìn tiểu bác Một đường màu xanh lá cây đảo qua người cô Xung quanh trồng kính bắt đầu xuất hiện một ít số liệu Quét Cấp độ biến dị Cấp A Sức chiến đấu dự đoán 325 Cấp A sao Bác sĩ lẩm bẩm trong miệng Với chỉ số IQ của hắn Đã biết rõ mục đích của trồng kính này Tiểu bác nhận ra ánh mắt của hắn cứ đảo quanh thì tò mò hỏi Cậu đeo cái gì thế sản phẩm khoa học kỹ thuật của nhân loại có thể quan sát cấp bậc biến dị phân tích sức chiến đấu tôi là cấp a tiểu bác có chút hiểu biết với việc phân chia đẳng cấp nhưng cũng không rõ ràng lắm bình thường chẳng cần quan tâm nhiều cứ rất là xong rồi nhưng cũng không sâu sắc bình thường căn bản không quan tâm nhiều như vậy rất là xong tiến sĩ gật đầu ừm đã rất mạnh rồi cô ấy cấp a sao tanh cơ phấn chấn tò mò nói nếu cô ấy cấp a Vậy tôi nhất định là cấp S, cậu mau xem tôi đi. Vì vậy, tiến sĩ đeo ống kính quét nhìn về phía tanh cơ. Quét. Cấp độ biến đổi, B cộng, sức chiến đấu dự đoán, 294. Thế nào? Tôi có phải là cấp S hay không? Tanh cơ nôn nóng hỏi. Tiến sĩ gật đầu, ừm. Đúng. Cậu là cấp SB. SB. Tanh cơ nhanh chóng nghĩ ra cấp SB, nhiều hơn cấp B một chữ nên rất mạnh. Vì thế trong lòng rất đắc ý, kiêu ngạo vĩnh mặt lên trời. Đêm đen tối, cứ thế trôi qua. Mặt trời mọc bao phủ cảnh tượng thê lương ngày tận thế. Tai thính cả đêm bận rộn, vì để được nhập dưới trướng lâm đông, đang tích cực tìm kiếm tung tích của con người. Gãi dán tai xuống đất, đi qua đi lại, hết lần này đến lần khác. Toàn bộ mặt đất trên đường phố đều bị gã lau sạch không tì vết lão đại tìm thấy chưa chưa tai thính đứng dậy xoa xoa lỗ tai to ở trong thành phố quá ít nhất loại dù là tiểu đội săn thú của công ty tết cũng phân khu mỗi đội phụ trách một địa phương tránh lãng phí sức chiến đấu đêm qua một đội chết trận cũng không xuất hiện nữa ta cảm thấy nên đi đến rìa thành phố để tìm tai thính phân tích tốt nhất là đi về phía thành phố tân hải nơi đó bị nước biển xâm thực, xác suất lớn sẽ có nhân loại đến thành phố Giang Bắc. Gã nói làm thì làm, trước tiên dặn dò tiểu đệ. Ta ra ngoài tìm, các ngươi trong nhà cẩn thận, xảy ra chuyện thì chạy về địa bàn đại ca chúng ta. Dạ, lão đại. Đám tiểu đệ tinh nhuệ trả lời. Lập tức tai thính lại dán lỗ tai xuống mặt đất, một đường tìm kiếm về phía trước. Như vậy sẽ không bỏ qua nhân loại, còn có thể dự đoán nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho bản thân gã đi dọc theo đường phố lắng nghe bên trái bên phải ngay sau đó liền nghe thấy tiếng nước sông cuồn cuộn chảy xuôi hình như có gì đó tai thính nghe được gì đó nên gã đi tới bên bờ sông cũng nghe được bước chân rầm rầm đang tới gần ngẩng đầu nhìn lại phát hiện phía xa có một thân hình cao lớn ha ha anh cơ là ta tai thính lập tức chào hỏi thì ra nhóc con nhà ngươi Tanh cơ biết cả cúi đầu đánh giá hỏi, người cúi đầu áp đất làm gì thế, không phải, không phải, ta thấy ngài tuần tra vất vả quả, muốn đến giúp đỡ. Gã đảo mắt nói dối. Tiểu tử ngươi có lòng. Tanh cơ ôm vai tai thính, vỗ mấy cái. Tai thính tiếp tục nói, ta cảm thấy trong năm đại thi vương dưới tay lão đại chúng ta, ngài vất vả nhất. Nếu không có ngài canh giữ, nhà này sẽ tan nát hết, ừm, không sai không tệ ngươi hiểu rõ ta tanh cơ hài lòng đương nhiên ta hiểu rõ thực lực của tanh cơ ngài chủ yếu dựa vào sức mạnh trách nhiệm càng lớn hơn ta rất kính ngưỡng ngài giàu dạc tựa như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt dựa vào chỉ số thông minh của tanh cơ gặp phải tai thính đúng là kẻ ngốc gặp kẻ nịnh không bao lâu sau hai zombie bắt đầu bắt vai xưng anh gọi em sau này chú thính có gì cần hỗ trợ có thể nói với ta tanh cơ nói không có gì ta thật sự đến giúp anh tuần tra được chú đi tuần tra đi khu vực này giao cho chú tanh cơ trả lời tai thính lập tức tìm kiếm dọc theo bờ sông nhưng không bao lâu sau chỉ thấy mấy dây leo mọc tràn ra đường ngăn cản gã cả. đôi mắt xanh của chậu hoa hoài nghi đánh giá gã á à, tai thính bị dọa giật lùi về phía sau vài bước nhưng rất nhanh lại nhận ra một ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau Gã quay đầu lại phát hiện Tiểu Bác không biết từ khi nào xuất hiện đã đứng phía sau mình. "Mẹ ơi." Tai Thính bị kinh hãi không nhẹ. Gã đều gặp hai hai người này, hung hăng tàn nhẫn giết người ở lãnh địa của gã. "Ngươi đến chỗ chúng ta không phải là có ý đồ gì khác chứ?" Tiểu Bác hoài nghi hỏi, cảm thấy tên này miệng lưỡi trơn tru không giống zombie tốt. "Chị bác ta cũng là vì sống." Tai Thính cười, bày ra dáng vẻ chân thành ta giúp lão đại tìm nhân loại, hơn nữa vừa rồi nghe được chút động tĩnh. Chú tính nói như vậy không đúng rồi, chỗ ta tuần tra sao lại có nhân loại được. Tanh cơ nhíu mày, biết sớm thế này đã không để gã tiến vào. Được rồi ngươi đừng nói nữa. Tiểu bác lập tức cắt ngang nói, để hắn tìm đi, nếu không tìm được cũng đừng hòng còn sống ra ngoài. Tai thính đầu đầy hát tuyến nghĩ thầm không đến mức vậy chứ, chủ yếu tiểu bác sợ gã là gián điệp của thi vương khắc phái tới đây tìm hiểu tình báo rồi đi báo cáo ra ngoài. Chỉ khi tìm thấy con người mới có thể chứng minh rằng gã ta không nói dối. Được rồi. Tai thính thỏa hiệp, tiếp tục tìm kiếm nhân loại. Cuộc sống của gã đau đớn quá mà, phòng trước phòng sau không thể thoát khỏi cái chết. Mà bên kia công ty Tết đang rất hoang mang, người phụ trách dịp giảng ngồi trong văn phòng, khuôn mặt già nua hiện rõ sự khổ sở. Đo sân vừa xuống máy bay, đã bị tan thi tiêu diệt. Người cải tạo đời thứ hai mới đưa vào sử dụng, tối hôm qua cũng chết trận. Điều quan trọng chính là công ty thông báo triệu tập hội nghị cấp cao khu vực Long Quốc, tiến hành công tác báo cáo. Công việc của gã, làm sao báo cáo đây? Chẳng phải sẽ bị người phụ trách chi nhánh khác chê cười chết ư, cả xem đồng hồ hội nghị sắp bắt đầu, dịp giảng đành phải cố gắng tham gia, cả cầm lấy thiết bị VR trong tay đeo lên đầu. Cuộc họp của Tết được tiến hành trực tuyến Thông qua Vũ trụ Nguyên tử. Khi thiết bị VR khởi động, trước mắt cả tối sầm lại. Lần thứ hai có ánh sáng, đã xuất hiện ở trong một hội trường giả định. Bên cạnh bàn hội nghị lóe sáng, phát họa ra mấy bóng người, sau đó ngưng tụ thành hình thật. Một số người phụ trách chi nhánh xuất hiện, có nam có nữ. Ở vị trí chính của bàn hội nghị, có một người đàn ông trung niên mặc Âu phục dày da, tổng phụ trách khu vực Long Quốc của công ty Tech tên là vương vinh mọi người đều đến đông đủ rồi chứ vương vinh nhìn lướt qua một vòng rồi nói thời gian của chúng ta quý báu không nên phí thời gian mời người phụ trách các chi nhánh báo cáo sơ lược tình hình công tác liễu bạch nguyệt bắt đầu từ cô được rồi chi nhánh thành phố lâm sơn chúng tôi mọi thứ tiến triển thuận lợi thi vương cao giai trong thành đều đã bị thanh trừ cơ bản đã nắm trong tay toàn thành phố một cô gái xinh đẹp nói ngũ quan tinh thế diện mạo tuyệt mỹ, khí chất bá đạo của nữ tổng tài. Người phụ trách chung quanh nghe nói, liền tán thưởng, không hổ là liễu bạch nguyệt, nhanh như vậy đã nắm chắc cục diện. Đúng vậy, vì sao cô ấy được được, thực lực quá mạnh. Diệp giảng nhìn trái nhìn trái nhìn phải, im lặng không lên tiếng, theo bản năng vùi đầu thấp xuống. Tổng phụ trách vương vinh gật đầu, rất tốt, biểu hiện không tệ, người tiếp theo. Vâng, vương tổng thành phố Hán Đông chúng tôi. Lại một người phụ trách tiếp tục báo cáo. Tình huống tổng thể, có tốt có xấu, tiêu diệt tan thi, cũng từng thất bại nhưng tình hình đại khái vẫn ổn. Nhưng chỉ có dịp giảng, vùi đầu thấp hơn. Những người khác báo cáo, cũng sắp đến lượt mình, loại cảm giác này giống như giáo viên kiểm tra bài cũ nhưng bản thân gã vẫn chưa hoàn thành bài tập vậy. Một lát sau, ánh mắt Vương Vinh nhìn qua, dịp giảng, tình huống thành phố Giang Bắc Cách Anh thế nào khụ. Chúng tôi, các kế hoạch đang được tiến hành. Diệp giảng bắt đầu trả lời qua lòa. Vương Vinh gật gật đầu, hỏi. Kế hoạch bồi dưỡng thi vương có thuận lợi không, khụ? Cái này. Thi vương ở thành phố Giang Bắc. Nó thực sự mạnh mẽ, nhưng không phải những gì chúng ta nuôi dưỡng. Hả? Vương Vinh trừng mắt. Sau một lúc thì người kia mới hiểu ý nghĩa lời nói của Diệp Giảng. Liễu Bạch Nguyệt bên cạnh khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh rồi nói, Diệp Tổng, tôi thấy ngài đây là khiêm tốn, chỉ sợ thi vương cường đại đến thế, anh cũng phải có công lao trong đó. Đó là một tai nạn. Diệp Giảng cố gắng nói, đồng thời lo lắng, thầm nghĩ cô gái kia luôn đối nghịch với mình. Hắn và Liễu Bạch Nguyệt luôn không hợp nhau, là đối thủ nơi công sở. Vương Vinh nheo mắt hỏi, Diệp Giảng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vương Tổng, thi vương kia quá cường đại, không cách nào hạ gục được, tôi cũng bó tay. Diệp giảng vẻ mặt buồn bã, bắt đầu kể khổ. Tổng bộ cho các cậu virus Z và virus Q đâu? Vương Vinh hỏi, hai loại virus đó đã được cả phân bổ cho các chi nhánh rồi mà. Nghe được vấn đề này, Diệp giảng càng thêm đau đầu. Ngay cả bản thân gã ta cũng chưa bao giờ thấy hai loại virus trông như thế nào, trên đường vận chuyển, bị tan thi cướp rồi. Cái gì? Vương Vinh trừng mắt, cảm thấy trời đất quay cuồng. Chẳng phải virus quy được đo sân vận chuyển hay sao, ngay khi anh ta xuống máy bay đã bị tiêu diệt rồi. Diệp giảng tiếp tục nói. Vương Vinh nhất thời im lặng. Toàn bộ phòng họp ảo đều yên tĩnh, không khí trầm mặc trong ba giây. Diệp giảng tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, cả có cách gì đâu chứ, một người phụ trách nghi ngờ hỏi, lão Diệp, hai loại virus kia đều bị cướp mất, chắc anh sẽ không thông đồng với thi vương, phản bội công ty chứ làm sao có thể? Tôi luôn trung thành và tận tâm với công ty. Diệp Giảng vội vàng nói. Liễu Bạch Nguyệt suy tư một lát, tôi tin tưởng Diệp Giảng, anh ta chắc chắn sẽ không nói dối. Hả? Mọi người nhìn về phía cô ấy, trong lòng tò mò. Bọn họ đều biết từ trước đến nay hai người không hợp, sao còn giúp Diệp Giảng giải thích vậy? Liễu Bạch Nguyệt nhanh chóng nói tiếp, đơn giản là năng lực của hắn không đủ. Diệp Giảng nhíu mày, quả nhiên miệng chó chỉ phun lời bẩn, căn bản không giúp gì được cho gã còn hạ thấp gã nữa. Chuyện này thật sự không thể trách tôi, thi vương kia thật sự quá mạnh. Hắn có được năng lực quỷ dị, thực lực ít nhất ở cấp A trở lên, nên chúng tôi không thể chống lại, hừ, nếu như tôi phái ra bốn người thức tỉnh cấp A, cộng thêm việc người cải tạo dị năng cấp A cộng, có thể ứng phó thi vương đó được không? Liễu Bạch Nguyệt hừ lạnh chất vấn. Vì bọn họ săn giết không ít thi vương, thủ hạ thức tỉnh cũng có thực lực cường đại. Nắm trong tay tài nguyên của cả một thành phố, nuôi binh mập như ngựa béo. Diệp giảng biểu môi, tôi cảm thấy, đừng phái người tới, tốt nhất không nên treo chọc thi vương kia. Chờ công ty chúng ta phát triển thêm rồi tìm cơ hội thích hợp giết chết hắn. Diệp giảng, đây là chuyện của riêng cậu cũng không đúng. Chúng ta dốc sức cho công ty, phải đoàn kết hợp tác, đây không phải lúc trọng thể diện. Tổng phụ trách Vương Vinh khuyên nhủ cho rằng gã không tiếp nhận sự trợ giúp của Liễu Bạch Nguyệt là do trọng mặt mũi. Khóe miệng Liễu Bạch Nguyệt khẽ nhếch lên, "Vương tổng ngài yên tâm, chuyện anh ta không xử lý được, để tôi xử lý, thi vương anh ta không giết được vậy để tôi giết." "Được rồi, vậy quyết định như vậy, nếu không có chuyện gì khác, giải tán." Ở rìa lãnh thổ Lâm Đông, tiếng nước sông chảy xiết. Tai Thính vẫn đang tìm kiếm nhân loại, gã giáng tai lên mặt đất, đi dọc theo bờ sông. Có lẽ tiếng ồn nước chảy khiến gã rất khó xác định nguồn gốc của âm thanh. Tanh Cơ và Ba Thi Vương đi theo phía sau gã. Tiểu Bác trừng mắt đánh giá, không tìm thấy sao? Xem ra hắn không có giá trị gì, giết đi. Sao không có giá trị, không thấy mặt đất được lau sạch sao? Tanh Cơ đáp trả lại. Tai thính đầu đầy hắc tuyến, trong lòng chửi bới. Bà mẹ nó, ai cũng đòi giết cả, chính mình cẩn thận tìm nhân loại lại bị coi là cây lau nhà nhưng lúc này lỗ tai gã hơi giật giật mơ hồ bắt được tiếng nói chuyện của nhân loại tai thính vội vàng ngẩng đầu ánh mắt nhìn qua dòng sông cuồn cuộn đối diện sông có nhân loại đối diện sông có nhân loại thật hay giả tiểu bác nghiêng đầu hỏi tai thính liên tục cam đoan đương nhiên là thật chính tai ta nghe được tanh cơ nhếch miệng cười cảm thấy đối diện sông có nhân loại rất tốt như vậy mình sẽ không thất trách tai thính cũng hoàn thành nhiệm vụ cả hai đều tốt đẹp nhưng tiểu bác suy nghĩ một chút chúng ta cũng không qua được đối diện sông ồ vậy sao tanh cơ nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía đối diện nơi này đã là ngoại ô cách bờ sông không xa có một mảnh ruộng nhưng bây giờ hoang phế đã lâu bên trong cỏ dại mọc ung tùm tuy nhiên mảnh đất đó trước kia trồng khoai tây chắc trong bùn đất còn có thức ăn của nhân loại thị lực của tiểu bác và tanh cơ đều không tệ, tuy rằng cách rất xa, nhưng loáng thoáng thấy cỏ dại lắc lư, bên trong có thứ gì đó đang xuyên qua. Họ đoán là con người đang đào khoai tây. Để ta bơi qua bắt bọn chúng về. Tanh cơ nhìn chầm chầm rồi nói. Tiểu bác khinh bị liếc hắn một cái, quên đi, cậu đừng gây thêm phiền toái cho lão đại. Vậy phải làm sao bây giờ? Tanh cơ gãi đầu. Tai thính không quản nhiều như vậy, thở phào nhẹ nhõm chức trách của mình chính là tìm được nhân loại còn phần mang về thế nào thì không liên quan đến cả nhưng việc này phải báo cáo với lão đại thể hiện giá trị của mình lâm đông đang ở trong nhà sạch sẽ hấp thu tinh hạch uống nước không bao lâu sau hắn nhận được báo cáo của đàn em nói rằng khu vực bên kia sông có nhân loại lúc đầu lâm đông cũng không có ý định quản lý bởi vì đó không phải là người của công ty tét nếu chỉ là người sống sót bình thường chỉ có thể làm khẩu phần ăn cho đàn em ý nghĩa không lớn nhưng suy tư một lát bỗng nhiên nhớ tới một chuyện lần trước thu phí qua đường bị bạch cốt thi vương đối diện sông bắt mất một cái càng nghĩ càng tức giận không muốn bản thân chịu thiệt thòi ngay cả khi hắn không thích ăn đi nữa vứt cho cá dưới sông ăn vẫn tốt hơn là rơi vào tay đám bên kia sông ngoài ra lâm đông còn muốn tìm hiểu tình huống bên kia sông trong khoảng thời gian này trong lãnh địa của hắn có thêm thi vương chậu hoa tan thi hổ tiểu bạch quân đoàn ác chủ bài lại tiến hóa phát triển càng ngày càng cường đại nói vậy đối diện sông cũng sẽ phát sinh biến hóa vì vậy lâm đông đứng dậy thân hình dần trở nên trong suốt biến mất tại chỗ đúng như tiểu bác suy đoán trên mảnh ruộng hoang bên sông quả thật có nhân loại đang đào khoai tây hơn nữa số lượng còn không ít chừng hai mươi mấy người Mấy kẻ dẫn đầu đều là thành viên bọ cạp đen của thành phố Tân Hải, bọn họ bắt được hơn 10 người sống sót chạy nạn, chạy tới thành phố Giang Bắc. Nhưng không tiến vào lãnh địa của Lâm Đông, mà đi tới đối diện sông. Trong đó có một người trung niên gầy gò, đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay đào đất, không bao lâu liền đào ra một củ khoai tây to bằng nắm tay. Khoai tây đã thối rửa có dòi bỏ lúc nhúc, nhưng gã trung niên không ngại. Vẫn rất vui vẻ, hội tụ năng lượng nóng rực trong lòng bàn tay tạo ra một ngọn lửa nhỏ ngọn lửa nóng nướng khoai tây tiêu diệt hết đám sâu bọ thêm bữa ăn gã trung niên trắng xuống cảm thấy đặc biệt thơm ngon trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn xem ra thành phố giang bắc thật không tệ còn chưa vào thành phố đã tìm được thức ăn từng quả thật rất tốt nhưng mà không biết tang thi trong thành phố phân bố như thế nào năng lực mạnh đến đâu một người đàn ông khác nói mặc kệ mạnh hay không mạnh chúng ta đào thêm một ít khoai tây tìm chỗ trốn đi là được rồi cả đàn ông trung niên nói mục đích của bọn họ là mang theo những người sống sót kia đến đây sau đó nuôi nhốt bọn họ thành lập một cứ điểm nhỏ sống cuộc đời hoàng đế qua ngày sau này nếu có cơ hội còn có thể câu người bằng cách dụ dỗ nữa chúng mày đừng lười biếng tranh thủ đào cho tao nếu không đào được khoai tây thì chúng mày chính là thức ăn. Ga trung niên quay đầu quát lớn. Vâng ạ, à, đại ca. Vài người sống sót sợ hãi vội vàng gật đầu đáp ứng. Trong thời buổi này, tổ chức bọ cạp đen phát triển nhanh nhất, vượt xa công ty Tết, cùng với các đại thi vương. Lúc trước, bọ cạp đen chỉ là số ít, không có nhiều thành viên. Sau khi tận thế đến, trật tự sụp đổ, vô số người phóng thích ra cái ác trong lòng. Tựa như virus lây nhiễm, khiến con người mất đi nhân tính trở thành yêu ma mỗi người đều có hai mặt thiện và ác bình thường là người tốt đó là vì cái ác không bị kích phát mà tổ chức bọ cạp đen cung cấp cho bọn họ cơ hội mười mấy người sống sót bị bắt lúc đầu đã có mấy thanh niên gia nhập với bọn họ trở thành tay sai có lẽ tại thời điểm này những người khác cũng muốn tham gia nhưng không có cơ hội nữa chỉ có thể làm nô lệ hoặc trở thành thực phẩm anh an Chúng ta nên tìm một chỗ trốn trước khi trời tối, ban đêm hoang dã cũng không an toàn lắm. Mấy tên tay sai thân cận đề nghị. Được. An Hồng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì thấy mặt trời đã sắp lặn. Đi thôi, vào thành phố, nếu thức ăn không đủ, ngày mai lại đến đào. Vâng. Gã kia trả lời. Trong lòng tự hỏi, đến thành phố có thể tìm được một ít vật tư sinh hoạt, ví dụ như quần áo, chăn bông. Tất nhiên bọn họ tuyệt đối không dám vào trung tâm thành phố, chỉ có thể lang thang ở ngoại vi vùng ven. Đoàn người chừng 20 người, chậm rãi di chuyển về phía thành phố. Không ai biết rằng, bọn họ vừa đi không bao lâu đã có một người xuất hiện, ánh mắt tập trung nhìn bọn họ từ xa. Năm người thức tỉnh, hai tinh hạch kỳ, ba não đan kỳ. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Cảm giác không thú vị cho lắm, nhưng có thể làm mồi nhử, khảo nghiệm thực lực tan thi khu Giang kiều xem nhân loại có thể sống sót hay không hoặc là sẽ bị giết thế nào. Tất nhiên thi thể phải lấy đi, không thể để lại cho chúng hưởng lợi được. Trong nháy mắt, mặt trăng lên màn đêm buông xuống. Mưa liên tục vài ngày khiến bầu trời được rửa sạch sẽ, trăng sáng treo trên cao tỏa ra ánh sáng bàn bạc lạnh lẽo. Mỗi đêm tang thi đều hoạt động không ngừng nghỉ, cổ họng chúng gầm nhẹ, chân tay cứng ngắc giống như con rối dây. An Hồng dẫn theo mọi người tìm được chỗ đặt chân là tầng hầm của một cửa hàng quần áo diện tích không lớn nhưng đủ để chứa hai mươi mấy người họ đã đóng cửa lối vào thắp một ngọn nến xua đi sự tối tăm ánh sáng yếu ớt bật bùng khiến xung quanh lúc sáng lúc tối điều kiện trước mắt sẽ kém một chút sau này từ từ phát triển vậy an hồng dự định lấy nơi này làm cứ điểm chờ sau khi trời sáng lại đi tìm kiếm chút vật tư chậm rãi tích lũy tích tiểu thành đại sáng tạo ra thời khắc huy hoang thuộc hạ của gã gật đầu điều quan trọng là nơi này rất an toàn tang thi chung quanh không nhiều lắm xem ra đến thành phố giang bắc là đúng rồi đúng thế an hồng nhìn lướt qua bắt đầu để mắt đến những người sống sót đang lui trong góc nghĩ ra ý tưởng xấu nếu tạm thời ổn định lại cũng nên vui vẻ đôi chút nhỉ ha ha ta cũng có ý này đám thuộc hạ cười hèn mọn bắt gặp ánh mắt của bọn họ những người sống sót lạnh run cố gắng cúi đầu xuống, hy vọng sẽ không chú ý tới mình. Thành viên tổ chức bọ cạp đen đều rất biến thái, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài cửa tầng hầm, truyền đến một tiếng gọi, meo meo, giống như một đứa trẻ khóc, âm thanh khi có khi không. An Hồng lập tức cảnh giác, hả? Âm thanh gì vậy, mèo kêu? Đám thuộc hạ nhíu mày. Nhưng trong ngày tận thế, làm gì có mèo ở đây chứ? chẳng lẽ là thú biến dị an hồng suy tư nói nếu thật sự chỉ là mèo vậy thì dễ xử lý chỉ sợ là cái gì khác đúng vậy đám thuộc hạ gật đầu mèo lúc này lại có tiếng mèo kêu truyền đến ở trong hoàn cảnh tối tăm càng ngày càng rõ ràng tựa như rất gần an hồng cao chặt chân mày cảm thấy cần phải ra ngoài xem xét nếu thật sự có nguy hiểm thì xử lý càng sớm càng tốt giải quyết hậu quả. Còn là mèo thì sẽ có thêm một bữa ăn nữa. Ánh mắt An Hồng nhìn về phía một nam một nữ, nhị tráng, Lý Yên, hai người đi ra ngoài xem chút đi. Chuyện nguy hiểm như vậy, đương nhiên không thể tự mình đi, nhất định phải tìm hai bia đỡ đạn. Vâng, nhưng mà, nhị tráng và Lý Yên ngẩn ra, liếc nhau một cái. Bọn họ đều nhìn ra lo lắng trong mắt đối phương, hai người mới là người thức tỉnh thời kỳ não đang, không có năng lực thức tỉnh gì cả nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha